Khi mà mình cười á, người ta kêu mình bự. Khi mà em nói chuyện nhỏ nhẹ á, thì người ta kêu em là 3D. Ảnh có đầy đủ các bộ phận là đọc đúng chỗ hình như chị. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời bạn ngồi. Chúng ta bắt đầu giới thiệu về mình. Em tên là Hứa Kiến An, năm nay 24 tuổi. Hiện đang làm việc ở 150/11 Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5. Rõ gì luôn đó. Làm vậy gì bạn Kiến An? Dạ, em đang làm thợ tóc. Quê ở đâu? Dạ, em quê ở Gò Vấp. Ở đâu? Gò Vấp, quê Gò Vấp. Bao nhiêu tuổi bạn An? Dạ, em 24 tuổi chị. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường và anh Viền Linh. Em chào xin bạn. Chào quý vị khán giả. Em là Bùi Thị Hồng Ngọc, em hiện là nhân viên văn phòng. 25 năm là chưa từng bị đá lần nào chị. Ủa, chưa từng có người yêu luôn? Dạ, tại hiền quá chị. Cái nỗi mà thấy mấy bạn nam mà em cũng sợ luôn. Chị kỳ vậy. Mà hiện giờ có muốn có bạn trai không? Em cũng muốn có được mối tình đầu tiên vào cái tuổi. Là hồi đó giờ chưa nắm tay không hết gì trơn luôn hả? Dạ, chưa từng luôn chị. Trời ơi. Thôi, gì vậy? An ơi. Dạ. Bạn gái lớn hơn mình tuổi có sao không em? Không, khoan nha. Em gái bên kia là em sinh năm mấy? Dạ, em sinh năm 92. Em sinh năm mấy? Dạ, 92. 92 thì hai người cùng năm mà sao? Vậy là người khai tuổi ta, người khai tuổi Tây rồi. Trời ơi, may tôi hỏi lại chứ không à. Vợ chồng cùng tuổi là coi như là hợp là làm ăn lên luôn. Vợ chồng cùng tuổi giàu là tiên năm đời. Ông bên đây người ta chưa có mối tình nào, nhưng mà bạn trai mà làm tóc nha là tiếp xúc khách nữ rất là nhiều. Rồi rờ rờ nói cho người ta nữa. Chưa chắc nha Tường. Em nói vậy tội nghiệp cho mấy bạn làm tóc. Dạ thì em làm tóc, nhưng mà khi mà mình cười á, người ta kêu mình bự. Sao kỳ vậy? Mà thấy vậy xong rồi mình nghiêm thì ta kêu mình dữ. Khi mà em nói chuyện nhỏ nhẹ thì người ta kêu em là 3D. Mà nói nhiều quá người ta kêu em bị tủn. Cái gì? Bị tủn là khùng á. Bị tủn là khùng á. Trời, nay từ này lạ nha. Nhưng mà cuối cùng mình xác định mình đi, mình là gì? Em là thẳng luôn. Thẳng là sao? Nói chung là em bình thường thôi à. Nhưng mà hồi đó giờ có bạn gái chưa? Ba mối tình rồi chị. Có hung bạn gái chưa? Dạ cái đó có. Ủa rồi sao chia tay? Em làm tóc thì nhiều khi em cũng nóng quá. Là gọi là sao? Cái gì nói gì không hiểu, làm tóc mà nóng quá là sao? Là như khi mà em tập trung quá chị, một cái kiểu tóc sai á, thì em gọi là bực mình, khó chịu trong người á. Mà lại hỏi em bực. Làm cự luôn à. Còn như ngoài công việc là muốn sao cũng được hết. Bạn nữ, bạn có hỏi trong lúc anh ấy cắt tóc hay không? À, em cũng ít nói, em ít thì làm phiền người ta lắm. À, bạn muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em lấy hình mẫu là ba của em á chị. Dạ. Lúc nào cũng làm, việc gì cũng muốn làm á. Và thương vợ. À, cái quan trọng là cái thương vợ đó. Em có đặt ra cái chuẩn về ngoại hình như thế nào không? Dạ thì ảnh có đầy đủ các bộ phận là mặc đúng chỗ hình như chịu. Đầy đủ các bộ phận mà còn mặc đúng chỗ nữa. Ủa mặc thật chỗ là mặc sao? Hả? Cái vụ này lạ nè. Mà anh thấy cô gái này dễ thương vậy mà chưa có mối tình nào anh ấy ngạc nhiên không? À, dễ thương luôn. Em cảm ơn. Để em coi kiểm tra coi có bộ phận nào nó bị mọc đúng chỗ nha. Thôi được rồi. Anh kiểm kỹ giùm em. Em đứng lên thì banh cái coi. Đứng lên coi. Tất cả các bộ phận có đầy đủ không? Dạ đầy đủ anh. Có đúng chỗ không? Đầy đủ. Cái này phải khai thật nha. Về kiểm tra thiếu gì đổ thừa tôi mệt lắm à. Dạ không có thiếu anh. Chắc chắn 100% ha. Dạ. Cô bên kia dễ thương lắm. Bây giờ á, cái mẫu người của em trai là như thế nào? Mẫu người của em là đơn giản thôi. Là đừng sao? Có cầu kỳ quá. 1m50 vẫn được. Mập hay ốm gì đó cũng không quan trọng. Mình làm tóc mình phải cầu kỳ xíu chứ. Bởi vì em làm tóc cho nên em hiểu bây giờ người ta phá tóc nhiều hơn là làm. Còn sao anh không hiểu? Là giống như nhiều người đi làm tóc nhiều quá cho nên cái tóc người ta bị hư nát luôn. Em nói gì ai tới tiệm em làm tóc? Thì em coi như tóc chị vậy là nát hay là bấy hay là còn nguyên? Bấy luôn. Trung bình yếu chị. Tào lao. Thiệt chứ bộ, nói đúng á. Tóc thì nó tàn tàn tác hết rồi đó. Anh không phải thầy tóc nhưng mà thấy sấy hoài đó. Thì tóc nó đúng là yếu rồi đó. Bây giờ nếu mà được thì bao lâu mình muốn tiến tới hôn nhân? Thì quan trọng là người con gái đó phải cùng em đi á. Đi đâu? Đi hớt tóc rồi. Chung chỉ cần hiểu cho cái ngành em thì bao lâu cũng được. Hay à.
nấu ăn gì không? Dạ biết ạ, em có biết nấu ăn. Còn những món nào mà không biết thì em sẽ lên mạng Google. Đúng rồi, bây giờ cái gì cũng có ông Google cũng chỉ giùm đúng không? Dạ. Hôm nay ăn có đi với ai không? Dạ em đi với thầy em với lại học trò em. Thầy là thầy dạy gì em? Dạ thầy dạy tóc. Thầy dạy tóc mà cũng ít tóc quá ha. Em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. An thì hiền, có trách nhiệm, mà riêng thì có cái khuyết điểm. Nói đẹp, nói luôn đi thầy ơi. Dễ dụ lắm á chị. Ủa dễ dụ là dụ gì? Chứ ai nói sao thì An nghe vậy rồi chị. À, mượn tiền đồ cho không? Chắc hết luôn á chị. Ủa vậy luôn á hả? Thiệt luôn hả? Hiền lắm chị. Thành ra nói bị dụ hoài ha. À, dễ đào tạo, dễ nhưng đào mới tạo. Có vợ xong thì không có bị dụ, dễ dụ nữa nha. Bạn nữ này thì cũng dễ thương, cũng mong cho hai bạn sẽ đến với nhau được ạ. Cảm ơn thầy. Hôm nay em đi với mẹ và chị dâu ạ. Dạ chào cô. Chào cô Cát Tường. Cô thấy bạn An bệnh sao cô? Cô không biết nữa. Em đã không biết rồi, em hỏi cô không biết luôn. Vậy ai biết giờ cô? Tại vì chỉ muốn cho con mình hạnh phúc thôi. Tâm đầu ý hợp này thì đến với nhau thôi, chứ là cô mà không biết sao. Dễ quá. Cái Ngọc đó, hồi xưa tóc dài lắm á. Dài tới mông luôn á. Thôi mà nó dài cứ vậy đó hả? Dài lắm. Sao cắt gì cô? Nó xin cắt thay đổi. Khoan xí đi, cái này cái gì vậy? Đây là tấm hình ngày xưa chứng minh là tóc em dài như thế. Bây giờ đưa ảnh thiết kế là đây. Anh đưa thiết kế giùm coi nha, là đó. Để tôi coi rồi. Coi kiểu nào là phù hợp. Tóc dài dễ sợ đẹp. Đẹp quá ha. Nhưng mà chưa cho coi đâu. Em thử hình dung trong đầu em sẽ gặp. Ủa chưa cho coi hình luôn hả? Chưa, dễ gì. Nói chung là chắc cũng cao cả lỗ tai của em. Xem thường đối phương. Ổng cao nhiêu mà ổng nói ta cao cỡ lỗ tai ổng. Có mét mốt mà nói cao lỗ tai. Thôi giờ để kéo màn lên cho nó bất ngờ chút xíu nha. Kéo màn lên. Rồi, hai người gặp mặt. Gì vậy? Gì gãi đầu vậy? Anh quà tặng. Dạ em cảm ơn ạ. Cảm nhận sao? Đừng nói quen vô cắt tóc rồi nha. Nói chung là đúng mẫu người mà em. Trời giật mình. Sao nữa? Nè còn hơn nữa nè. Thấy sao? Thấy cái nào hợp hơn? Hả? Thì nói chung em thích mẫu người vừa người á. Ủa cái gì vậy? Ý là nói tròn tròn á đúng không? Mất ma mất mép đúng không? Bây giờ cười hoài khoái chí rồi. Giờ thích cái người trong hình dày hơn hay là thích người dày hơn? Người dày thì cá tính hả? Tóc nào là hợp với mặt hơn? Có lẽ tóc này. Vậy bây giờ cuối cùng em thích cái nào? Thích cái này thì hợp, nhưng mà thích cái này hơn. Tuốt lên nữa là đẹp nữa. Rùng quá. Thôi nhảy hip hop cho hết rung đi. Bạn trai tôi biết là nhảy hip hop hay lắm. Chuẩn bị nhạc nha. Đó, cái này có thể thể hiện được nè. Trời ơi. Ê, đừng xuống sân khấu luôn nè. Ghê không? Wow. Rồi mặc đồ vô. Ủa vậy? Để ôm nhách. Ủa, à vô lại hả? Còn thiếu ăn thì sao ốm mày em? Bị mấy người trước hút chất. Nuôi không kỹ. Đừng hút chất của ảnh nha. Nói chung là giờ anh cũng không biết nói gì hết, nhưng mà hoàn hảo. Dạ em cảm ơn anh. Nói xét nó đánh xuống. Đúng rồi đúng không? Cái này người ta gọi là xét đánh nè. Đánh choáng váng luôn vậy đó. Dạ quên hết. Quên hết đúng không? Thôi bạn nói cảm nhận về chàng trai này đi. Giờ anh biết gì nói rồi đó. Em thấy anh cũng năng động, cũng dễ thương. Gãi hoài chưa tắm hả? Bạn bắt nói đi, gãi hoài luôn à. Nếu như mà em có bấm nút á thì chỉ cần alo anh Tiến. Từ tóc, trang phục tới giày dễ là anh lo được. Ủa vậy thôi hả? Lo như đó thôi hả? Không vậy cũng nhiều quá anh kệ, đầu tiên cái tấm lòng nó vậy là mình ghi nhận được rồi. Rồi sao nữa, tính tới chuyện dài hơn đi. Thì anh em muốn lúc nào cưới cũng được. Bạn gái có ý kiến gì không bạn? Em chịu. Thôi đơn giản vậy.
Đây sẵn có mọi người làm bằng chứng, em hỏi giờ sau này lấy nhau về con cái như thế nào, kinh tế ai lo. Người Trân cái đồng ý. Dạ, tại em nghĩ là chuyện con cái thì chuyện của hai vợ chồng, nếu mà khi nào mà em ổn định công việc thì anh cũng ổn định thì em cũng lo được thôi. Dạ, hai vợ chồng mình cùng lo chứ em không có muốn làm gánh nặng của anh nữa. Chưa gì cái vợ chồng mình cùng lo. Tưởng chứ cái rồi chứ. Cặp này sao hấp dẫn dữ cái ta. Bây giờ nói cái gì để thuyết phục cái cửa này mới là chính á. Nói đi. Dạ, chào cô, chào chị. Cô, nói chung nếu như cô cho bạn bên đây quen con á thì cô cứ yên tâm. Nói chung nhìn con vậy chứ con hiền á. Có lo gì cuộc đời với con. Dạ con ốm nhưng mà con không có yếu đâu. Nhưng mà lo lắng thế nào phải nói với cô cho cô yên tâm, giao con cho em chứ. Làm tóc này của con thì cần có tỉ mỉ, rất là tỉ mỉ. Cho nên khi mà bạn mà quen con thì cũng con cũng tỉ mỉ như làm tóc. Ở rể thì bạn có đồng ý không? Ở rể thì sướng hơn chị. Hay quá. Mình tưởng đâu hai người này lấy nhau lâu lắm rồi đó ta. Nào, tay để tay mình bấm các bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3 Hết thời gian. Bây giờ là bạn gái thì chưa có bạn trai bao giờ. Dạ. Nắm tay đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay. Dạ, bác cho con nắm tay. Bất người đó. Giọng toán giá mà không biết gì hết, hỏi tên nhớ quên lắm á. Tên gì? Lát ra hả? Trời ơi. Tại Ngọc. Phải không Ngọc? Dạ, dạ phải hả? Ảnh tên gì Ngọc? Dạ, ảnh tên An. Thấy chưa? Ngọc An, Kiến An, An Ngọc, Ngọc An cũng được. Chúc hai bạn hạnh phúc. Không được cái là kêu nắm tay, có biết xin phép mẹ rung rung mà vẫn có biết trước sau. Được, chúc mừng hai bạn sớm báo tin vui cho chúng tôi nha. Dạ. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây, quà tặng dành cho hai bạn là bộ wrap và bao gối cao cấp Lotus nhập khẩu từ Thái Lan. Thêm món quà nữa dành cho hai bạn đó là thẻ thanh toán quốc tế TCB đến từ Nhật Bản với trị giá 1 triệu đồng. Chúc các bạn sẽ có thời gian để cùng đi mua sắm với thẻ quốc tế này. Rồi. Chiếc vé xem phim đến từ Cụm rạp 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn hãy xem phim để tìm hiểu kỹ hơn nha.